các bạn, những bạn đang là học viên của Evasing sẽ có một chương trình vô cùng đặc biệt mà tổng công ty Evasing đã họp bàn rất lâu rồi đưa ra được cái chương trình như thế này dành cho các bạn là học viên của Evasing. Từ trước đến nay các bạn khi mà biết đến dòng mực của Evasing thì thấy được rằng nó hơi bị cao giá quá, nó hơi đắt quá, cho nên là nhiều khi các bạn rất là thích rồi nhưng mà vẫn còn lăn tăn vấn đề mà sở hữu nó. Vậy cho nên là chúng tôi đã có một chương trình quyết định lớn là khi các bạn trở thành học viên của Evasing, là học viên của Evasing, các bạn sẽ được mua mực với giá sỉ. Với giá sỉ tức là các bạn chỉ được mua mực với giá chỉ từ khoảng hơn 200.000 là các bạn có thể sở hữu được chai mực của Evasing rồi. Đó, chỉ cần là học viên của Evasing thôi. Đó, một bộ mực nó chỉ rơi khoảng tầm từ 4, 3 đến 5 triệu thôi là chúng ta đã được sở hữu hẳn một bộ mực rồi. Vô cùng là khuyến mại, và khuyến mại này chắc chắn sẽ chỉ dành riêng cho học viên của Evasing. Nhưng ai là học viên của Evasing thì hãy để lại số điện thoại để được tư vấn kỹ hơn các bạn nha.